Việt Nguyễn xin chào cô chú cùng anh chị em. Cô chú, anh chị em mình thấy cái món thịt nướng này có hấp dẫn không nè? Với cái cách ướp thịt để nướng hôm nay thì dù thịt rẻ tiền hay là mắc tiền cũng đều rất là ngon. Ăn thịt nướng kèm với rau sống lá mơ hoặc là bánh mì, bún, cơm đều rất là ngon. Nếu cô chú, anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn vào bếp thực hiện cách làm. Ở đây mình có 600g thịt, nó có vừa nạc vừa mỡ. Lúc đầu là tính đi ra mua thịt ba rọi thì mình nướng nó sẽ ngon hơn, nhưng mà ra thì hết thịt ba rọi, còn lại là thịt đùi. Thấy cô cũng lớn tuổi mà nó còn ế quá chừng luôn, thấy vậy thôi mua luôn giùm luôn. Tiếp theo một ít lá mơ, sả cây, củ riền, một trái chanh. Giờ mình sẽ cắt lát cái phần thịt này ra. Anh chị em mình cắt cái độ dày của nó khoảng 3 ly thôi. Mình đừng có cắt dày quá nha. Dày quá, lát nữa mình ướp á, nó sẽ lâu thấm gia vị nè. Rồi cộng thêm nữa là nó không có ngon. Nên mình cắt độ dày của nó khoảng 3 ly là vừa. Món thịt nướng này ăn ngon lắm luôn. Dù là thịt mắc tiền hay là rẻ tiền gì, mình nướng lên bao nhiêu là hết bấy nhiêu luôn. Tiếp theo, anh chị mình lấy củ riền nè. Xong mình lấy cái bằng bào, mình bào luôn cái phần củ riền. Cách này thì nó nhanh hơn. Mình cho vô cối mình xay á, ít á mình xay mất thời gian lắm. Mà đâm á, thì cái củ riền nó cứng á, cũng rất là khó. Mình bào khoảng 30g là được nha. Món thịt nướng này, mình cho thêm một ít riền vô mình ướp á, nó rất là thơm luôn. Tiếp theo 30g tỏi và hành tím băm, 50g sả băm. Bây giờ mình cho hết vô trong cái thau thịt này luôn. Vì lúc đầu mình cắt cái thịt nó mỏng á, nhanh chín lắm. Anh cho mình cho sả và tỏi này vô nè, không có sợ bị cháy nha. Tiếp theo một muỗng cà phê đường. Nếu anh chị mình thích có độ ngọt nhiều á thì mình có thể cho 1,5 muỗng. Còn riêng Việt Nguyễn thì 1 muỗng thôi, mình thấy nó vừa rồi. Tiếp đến 1 muỗng lưng cà phê hạt nêm, bột ngọt 1/2 muỗng cà phê. Nếu anh chị em mình dùng được mắm tôm á thì mình cho mắm tôm vô, còn nếu anh chị em mình không dùng mắm tôm á thì mình có thể thay vào là 1/3 muỗng cà phê muối. Tiếp đến 50g tương ớt, mình ướp thịt để mình nướng á. Cho tương ớt vô cái miếng thịt nó bóng mượt rất là ngon. 1 muỗng canh màu điều dầu. Nếu anh chị em mình không có cái màu điều dầu á thì mình có thể dùng 1 muỗng canh sa tế tôm. Mình cho vô cái phần thịt này. Anh chị em mình trộn cái phần thịt này lên. Trời, mới trộn cái phần thịt này thôi mà nó quá chừng là thơm luôn. Do mình có một ít riền mình ướp á, thơm lắm luôn. Cho vô thêm 1/3 muỗng cà phê tiêu. Thịt nướng theo cách này, anh chị em mình ăn bún, cơm, bánh mì, món nào cũng ngon. Mà mình ăn kèm với rau sống, thêm một ít riền, sả cây nữa, chấm mắm. Hấp dẫn lắm luôn nha. Thịt ướp xong rồi, bây giờ anh chị em mình xiên cái phần thịt này luôn. Mình ghim cái miếng thịt vô, xong anh chị mình kéo nó xuống tuốt ở dưới cái phần góc ở dưới nè. Mỗi miếng thịt á, mình cho nó cách khoảng ra. Anh chị mình đừng có làm nhiều quá, lát nữa mình nướng á, nó lâu. Khi mình nướng lâu á, thì cái miếng thịt của mình nó dễ bị khô lắm, nó không có ngon. Cái thau thịt này, Việt Nguyễn chia ra 8 xiên hoặc là 9 xiên là vừa. Giờ mình sẽ xiên cho hết cái phần thịt này nha.
Mình xiên xong rồi, mình để khoảng 30 phút sau để cho cái phần thịt nó thấm vào gia vị á, rồi mình sẽ đi nướng. Hoặc là anh chị em mình làm nhiều một chút, rồi mình cho vào ngăn đông mình bảo quản. Khi nào mình dùng á, thì mình lấy ra mình rã đông một chút, rồi mình nướng. Hôm nay nướng bằng than củi, chuẩn bị củi lửa này cũng hết 30 phút. Giờ nướng phần thịt luôn. Anh chị em mình cho thịt lên, xèo xèo luôn. Trước khi mình nướng thịt á, mình để cái phần than củi á, cho nó cháy hết lửa ngọn luôn, nó chỉ còn có than thôi. Rồi mình cho thịt lên mình nướng. Nếu mà nó còn lửa ngọn á, nó dễ bị cháy cái phần thịt lắm. Thơm quá chừng. Cô chú anh chị em mình thấy món thịt nướng này có hấp dẫn không nè? Chú Việt Nguyễn đứng đây nướng nha. Nó thơm quá chừng là thơm luôn. Món thịt nướng theo kiểu này nó giống như là thịt nướng giả cầy vậy đó, nhưng mà nó có mỗi thiếu là cơm mẻ thôi. Cái miếng nào nó cháy á, cô chú anh chị mình lấy cái kéo nè cắt bỏ ra. Đứng nướng thịt thôi mà cứ như là trong phim Hugo Lina và bọn trẻ vậy đó, có khói bốc lên cao. Sợ quá chừng luôn, lát nữa công an hú còi chạy tới chạy không kịp luôn á. Đứng nướng thịt mà nướng ở trên lầu luôn mới ghê chứ. Anh chị mình nướng khoảng 10 phút là thịt nó chín rồi. Dưới đây nè, nó cũng chuẩn bị chín rồi. Được Nguyễn tranh thủ luôn. Nói chứ nướng mà khói bay như vậy, lát công an mò tới chết luôn á, không có giỡn đâu. Chín rồi nè. Thịt chín mình cho ra dĩa thôi. Quá trời là thơm luôn. Hấp dẫn ghê chưa? Nước chấm thì mình chấm với mắm tôm. Anh chị mình cho vô đây 3 muỗng canh mắm tôm. Tiếp theo, nửa muỗng canh đường. Mình chừa lại một chút, nếu lát nữa nó chưa vừa ăn á thì mình cho vô thêm, còn nó vừa thì thôi. Tiếp đến một ít tỏi băm nè. Một ít ớt băm. Ớt thì tùy anh chị mình cho ít hay nhiều ha. Một lát chanh. Món thịt nướng này mình chấm với mắm tôm mới là ngon. Nếu anh chị em mình không dùng được mắm tôm á, thì mình có thể chấm với nước mắm ngọt cũng rất là ngon. Việt Nguyễn thấy nó cũng còn hơi mặn một chút nên thôi cho hết cái phần đường còn lại luôn. Tức là mình dùng 10 gram á. Giờ khuấy lên cho nó tan hết đường là mình sẽ chấm với thịt. Ôi quá trời thơm luôn, mắm tôm. Thịt Việt Nguyễn cũng đã nướng xong, ăn kèm với mắm tôm nè, rau sống, lá mơ, củ riềng sắc lát, sả cây sắc lát. Hấp dẫn chưa? Những cái xiên thịt quá chừng là thơm luôn. Lấy ra. Hấp dẫn quá chừng. Mình nướng á, cái phần mỡ nó chảy ra ngoài bớt rồi, cho nên cái thịt nó ăn rất là giòn. Anh chị em mình lấy một cái lát sả nè. Kế tới nữa là một lát riềng. Một ít rau thơm. Thêm một cái lá mơ nữa. Kẹp vô. Có thêm một ít lá tía tô á, ăn chung nữa rất là thơm. Chấm với mắm tôm. Cô chú anh chị em mình thấy có hấp dẫn không nè? Chú Việt Nguyễn thấy là quá trời ngon luôn rồi đó. Mời cô chú cùng anh chị em mình dùng với Việt Nguyễn nghe. Thịt nướng rất là thơm, vừa ăn. Thêm cái mắm tôm nữa. Ngon lắm luôn. Ăn không cũng ngon. Ăn kèm với cơm, bánh mì, bún lại càng ngon hơn. Video cách làm món thịt nướng giả cầy hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.